Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tài chính thị trường trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Hơn 700 dự án bất động sản treo chờ giải cứu. Xoay sở giữ việc cho người lao động cuối năm. Mỹ lần đầu cấp phép bán thịt nhân tạo cho người tiêu dùng. Giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Hà Nội hiện có khoảng 400 dự án bất động sản treo chờ thủ tục pháp lý nhiều năm chưa triển khai, trong khi thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 302 dự án treo. Để giải phóng khối tài sản đang đóng băng trong bất động sản, Thủ tướng vừa quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng và 7 thành viên là thứ trưởng các bộ ngành liên quan. Qua kiểm tra rà soát, tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo thủ tướng chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắt liên quan trực tiếp tới các dự án bất động sản. Trường hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền, tổ công tác sẽ tham mưu cho thủ tướng báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đã đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chỉ sau 10 tháng, xuất khẩu thủy sản đã đạt 3 cuộc mốc quan trọng Vượt qua kỷ lục xuất khẩu thủy sản trong một năm đạt được trong năm 2021 là 8,9 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, xuất khẩu thủy sản vượt mốc 9 tỷ đô la Mỹ trong một năm. Xuất khẩu trong 10 tháng đã vượt kế hoạch cho cả năm là 9 tỷ đô la Mỹ. Ước tính đến cuối tháng 11 năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 7% thị phần thế giới năm 2022. Thưa quý vị, bất chấp nhiều khó khăn từ cuối quý 3 cho đến nay, 10 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 10 tháng đầu năm nay, ngành dệt may Việt Nam đạt 37,9 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tăng 17,2% so với cùng kỳ. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42%, tiếp đến là Trung Quốc 11%, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chiếm 9%. ,9%. Quần áo may mặc các loại vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành tới 29,1 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường nội địa, 10 tháng doanh thu nội địa của ngành đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, mục tiêu cả năm là từ 5,8 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Chương trình khuyến mãi tập trung Shopee Season 2022 của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đợt 2 mùa mua sắm cuối năm vừa chính thức khai mạc vào tối ngày 18 tháng 11 là chương trình khuyến mãi lớn nhất năm. Đợt khuyến mãi này kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, giúp cho doanh nghiệp phát triển sản xuất trong mùa hàng hóa cuối năm. Với chủ đề rộn ràng mua sắm mùa xuân, tháng khuyến mãi năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, thương hiệu trong và ngoài nước. Tính đến nay thì đã có khoảng 1.200 doanh nghiệp và gần 4.000 chương trình khuyến mãi với những sản phẩm có uy tín được tin dùng như sản phẩm từ các thương hiệu vàng của thành phố. Tùy chương trình và điều kiện của doanh nghiệp mà chương trình khuyến mãi có thể lên đến 100%, giúp cho người dân mua sắm được những hàng hóa có giá trị với giá phù hợp mãi thì khá sâu đa số là 50% thì em cũng em và bạn đi cùng thì cũng mua khá nhiều sản phẩm bởi vì là uh, luôn tạo cái sự thôi thúc cho người mua hàng và các anh chị rất là dễ thương. Với hàng loạt những cái hoạt động rất là thú vị như là các uh, hợp thực đường phố, uh, các trò chơi dân gian cũng như là các cái workshop về đồ thủ công cũng như hàng loạt các cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại chúng tôi thương mại. Thì chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người sẽ có những trải nghiệm riêng và thú vị. Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, lại đang trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh, hàng gắn chuỗi cung ứng đứt gãy, thì kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức mua sẽ giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa, giải phóng tồn kho và có động lực để đưa sản phẩm mới thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng. Kết nối hàng hóa từ các địa phương, tìm kiếm những cái nguồn hàng có chất lượng cao, có giá tốt để cung ứng giới thiệu cho thị trường, cung ứng cho người tiêu dùng cái điểm nhấn cho cái đợt này là các cái giải pháp uh, tiêu thụ hàng hóa thông qua kênh uh, các cái kênh trực trực tuyến kênh online Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm uy tín chất lượng cũng như có giải pháp giám sát kiểm soát nguồn hàng hóa khuyến mãi giảm thiểu nguy cơ trà trộn hàng giả hàng nhái hàng hết hàng sử dụng vào các chương trình khuyến mãi từ đó vừa nâng chất được chương trình vừa hỗ trợ người tiêu dùng trong mùa mua sắm Tết. Thưa quý vị, do mất việc bị giảm giờ làm vào dịp cuối năm, nhiều công nhân ở khu công nghiệp Bình Dương vừa qua phải tìm đường về quê sớm. Tuy nhiên, thì những doanh nghiệp sa thải công nhân dịp cuối năm chỉ là thiểu số. Phần lớn dù hoạt động cầm chừng, nhưng mà các nhà máy vẫn tìm mọi cách để giữ chân người lao động. Thay vì nghỉ ngơi, sau tăng ca, nhiều lao động như anh Trường giờ đây lại tranh thủ tìm việc làm thêm. Hơn một tháng nay, nhà máy thiếu đơn hàng, hơn một tháng này, nhà máy thiếu đơn hàng, phần lớn thu nhập từ tăng ca của người lao động đều bị cắt giảm. Khó khăn chung của đợt dịch này thì đơn hàng công ty nó cũng ít nên là công việc của công nhân nó cũng bị giảm xuống Xong, việc cắt giảm ca kiếp còn may mắn hơn nhiều người lao động khi bị doanh nghiệp cho nghỉ việc đột ngột vào dịp cuối năm. Điều này còn khiến cho cơ hội tìm việc càng trở nên mong manh. Thấy thì cuối năm hầu như các doanh nghiệp không không đang tuyển dụng như đầu năm, đầu năm tuyển dụng nhiều hơn. Mình làm trong xây dựng thì thời điểm này nó cũng công việc nó dừng thì thì công vi cho nghỉ một số thành phần. Trên thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang cố gắng cầm cự để giữ việc cho công nhân. Tại đơn vị này, lương mỗi công nhân giảm từ 1 đến 2 triệu đồng một tháng so với trước. Song doanh nghiệp đã dùng quỹ lương dự phòng để trả cho người lao động và vẫn cố gắng có thưởng Tết như năm ngoái lượng đơn hàng công ty đã ký cũng đủ cho người lao động làm trong giờ hành chính đến hết quý 1 năm 2023. À công nhân cố gắng giữ làm sao giữ được cho những người công nhân ở tại đây, thứ nhất là có một cái lao động có một cái công việc ổn định. Là thứ nhất, thứ hai nữa là giữ được cho người ta, vì đó người ta là cũng người thợ đã có những cái tay nghề và có những đấy là cái cái tài sản rất lực lớn của công ty. Theo thông tin từ ngành chức năng, nhiều doanh nghiệp hiện chỉ duy trì từ 30 đến 50% công suất so với trước để giảm gánh nặng chi phí. Phần lớn doanh nghiệp không tăng ca, nghỉ ngày thứ bảy hoặc một tuần làm 3 ngày. Do cái việc tái cơ cấu lại sản xuất và các cái đơn hàng hiện có nó có giảm, cho nên là cái cái điều chỉnh như tôi ban đầu là là có nhưng không có hiện tượng sa thải. Và tôi tin rằng là cái với cái môi trường kinh doanh của chúng ta đã và đang được cải thiện rất tốt và sự quan tâm của doanh nghiệp nước ngoài đến với chúng ta cũng như là cái sự vươn lên của doanh nghiệp trong nước thì thị trường việc làm sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đến gần 425.000 lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 31.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng, khoảng 30.000 lao động đang tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không lương chờ việc, số còn lại chỉ thiếu việc làm hy vọng bức tranh kinh tế năm 2023 sẽ phục hồi, mang lại nhiều đơn hàng mới cho doanh nghiệp, giúp cho người lao động ổn định thu nhập. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA lần đầu tiên cấp phép một sản phẩm thịt nhân tạo được nuôi cấy từ tế bào động vật dành cho người tiêu dùng. Theo đó, công ty sản xuất thịt gà nuôi cấy từ tế bào động vật Upside Foods sẽ có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường sau khi được Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra. Loại thịt này được nuôi cấy từ tế bào động vật sống trong bể thép không rỉ. FDA cho hay đã xem xét dữ liệu từ Upside Foods và không có thêm câu hỏi nào về kết luận của công ty rằng sản phẩm của họ an toàn cho con người ăn. Thịt nhân tạo được coi là tương lai của ngành sản xuất thực phẩm ở Mỹ do loại bỏ được quá trình giết mổ động vật và giúp giảm bớt tác hại môi trường của ngành chăn nuôi. Thưa quý vị, cùng với tuần lễ cấp cao APEC 2022 đang diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, nước chủ nhà cũng nhân cơ hội này tổ chức một triển lãm nhằm quảng bá mô hình kinh tế sinh học tuần hoàng xanh mà chính phủ nước này đang thúc đẩy như là một giải pháp giúp phát triển một cách bền vững hơn. Phản ánh của phóng viên bản tin tại địa bàn. Tại Trung tâm Báo chí Hội nghị APEC 2022, triển lãm về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàng xanh thu hút sự chú ý của bất cứ ai đi qua. Những gian hàng trưng bày phong phú, từ xe máy điện giúp giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, robot chăm sóc người cao tuổi đến sản phẩm làm từ vật liệu có thể tái chế. Mô hình kinh tế sinh học tuần hoàng xanh là một hướng đi chiến lược và rất quan trọng đối với đất nước Thái Lan. Và mô hình này có thể triển khai ở nhiều mức độ, từ các cá nhân, công ty cho tới các cộng đồng. Tuy nhiên thì mỗi nước cần có sự áp dụng và sáng tạo riêng để làm sao giúp cho tất cả người dân đều trở nên thịnh vượng. Theo giới chức Thái Lan, mô hình kinh tế sinh học tuần hoàng xanh hướng tới những hoạt động sản xuất ít tổn hại đến môi trường nhằm đạt được một nền kinh tế tăng trưởng bền vững hơn. Khách hàng có thể thuê xe máy điện của chúng tôi và sử dụng dịch vụ đổi pin của chúng tôi không giới hạn. Nếu bạn mua xe máy điện, bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn bởi bạn không phải trả chi phí xăng dầu, chi phí bảo dưỡng và sẽ tiết kiệm được khoảng 15% giá thành. Thủ đô Bangkok hiện có khoảng 4 triệu chiếc xe máy chạy xăng. Nếu chúng ta có thể đổi các xe máy chạy xăng này thành các xe chạy điện, sẽ giúp bảo vệ được môi trường. Và ngay trong trung tâm báo chí, yếu tố sinh học tuần hoàng xanh cũng được thể hiện qua những ghế ngồi, hàng rào trắng được làm từ bìa cà tông, những món đồ lưu niệm cho tới những món đồ ăn nhẹ được bao gói trong những chiếc giỏ tre. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.